Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video. Ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu về cái xe tải Hino mọi người nhá. Thì tiện đây có một cái xe tải Hino ở gần đây thì mình sẽ tìm hiểu một chút sơ lược về xe tải Hino ở bên ngoài, ngoại quan và một số chi tiết khác của chiếc xe tải Hino 500 mọi người nhá. Mọi người cùng theo chân mình nhá. Vâng, thưa mọi người, trước mắt chúng ta đây là một con xe tải Hino 500 đời 2015 mọi người ạ. Xe này thùng có 4 khoang mọi người nhá, thùng khá dài và hai cầu dẫn động bằng nhíp và có hộp số chuyển động nhá. Con này thì là xe tải dạng chở hàng nặng đấy mọi người ạ. Đây là thông số lốp trước nhá và la răng rất là đẹp. Xe này thì nó có cái bình dầu này để ngay bên sườn và có những cái khung bao bọc bên cạnh. Mọi người có thể quan sát bên trong gầm chassis có nó có một trang bị hộp số và ống xả, cầu các đăng ở bên trong. Đó, bình dầu đây và cái thanh chắn ngang bên ba đờ sóc bên trái. Hệ thống bên dưới cabin. Đây là cơ cấu lái và nhíp trước để có trợ lực lái bằng hệ thống lái kéo đẩy nhá. Mình cũng không rõ là kéo đẩy không, trong video nó có nhiều cái mình chưa lắm được nên là mình cũng tìm hiểu nha. Theo mình biết thì nó là như vậy. Và những cái thanh nhíp kia, đây là hệ thống lái bánh trước của nó, còn đây là cầu trước. Nhíp thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lá. Có cả phuộc giảm chấn. Kia mọi người có thể xem chassis kìa, chỗ cái dây xích là cái chassis khung xe mọi nhá, khung sườn của xe nhá. Đấy, con này là Hino 500. Chói, các mắt. Nhìn chiều dài của xe khá là dài mọi người. Đây là bên phải của bên trái của xe nhá. Có cái mui chóp ở trên đấy. Con này là chỗ đấy nó để thiết kế cái dàn nóng điều hòa hay sao ấy. Mình đoán là như vậy nhưng mình chưa ngó. Đây là bên trong thùng xe mọi người. Cái xe này thiết kế người ta mua về chợ gạch nên là nó có rất nhiều những pallet chở hàng. Và đây là những cái bọc bạt. Hai bên cánh rèm đều có giảm chấn hết mọi người nhá. Ti giảm chấn đấy. Phuộc. Nhìn rất là khủng khiếp to mà cái thùng này. Đây là thông số lúc sau đây mọi người ơi. Kia là cái hệ thống nhíp nhá. Cái dòng này là chưa có hệ thống treo túi khí, vẫn sử dụng nhíp. Và đây là cầu dầu. Đây là cầu dầu mọi người nhá. Cái nhíp này là đằng sau nhíp tải nên là khá là dày. Và có hai rô tuyên rằng ở bên dưới nữa. Hai cặp rô tuyên rằng và cầu ấy. Đấy, bên hai lúc kép luôn. Xe tải cái này là cầu lối đôi cầu ấy. Còn đây là hộp số chính của xe này. Dòng xuống các đăng và có cả cái ống trục các đăng rất là dài mọi người. Đấy, để lối hai cái cầu kia với nhau ấy. Thông qua hệ thống đồng tốc gì đấy. Đó, và như vậy là trên đây là mình đã quay cận cảnh và một số những cái chi tiết của chiếc xe tải Hino 3 chân mọi người nhá. Đấy, trong video mình có nói những cái gì mà sai mọi người bỏ qua nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin lỗi mọi người là bởi vì trong video này mình không quay được ở bên trong cabin bởi vì là chủ xe không có ở đây. Còn nếu có ở đây thì mình sẵn sàng mình sẽ quay lại video cho mọi người xem bên trong cabin nó có những cái gì, có những cái gì mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đây là một cái video chia sẻ và một cái video gọi là quay chi tiết về xe tải, một số những cái chi tiết cận cảnh của nó. Mọi người có thể trông thấy từ xa và chưa bao giờ tới lại gần. Mình cũng rất sợ xe tải vì đến gần rất là nguy hiểm, không phải đơn giản. Chính vì thế cho nên là mình làm cái clip này để chia sẻ đến mọi người nhé.